Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây sẽ là những nội dung mới nhất trong ngày. Mời các bạn cùng chú ý và theo dõi. Rõ tin nghệ sĩ Hoài Linh sẽ về Mỹ sau lùm xùm từ thiện, con trai ruột và Nam Thư đồng loạt lên tiếng. Vào ngày 3 tháng 6 vừa qua, phía đại diện của nghệ sĩ Hoài Linh thông báo đã giải ngân 15,2 tỷ đồng và khép lại hành trình quyên góp cho bà con miền Trung. Trước thông tin trên, cư dân mạng vẫn tỏ vẻ chưa hài lòng và đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Câu chuyện từ thiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Thì mới đây thông tin nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh sẽ về Mỹ khi hết dịch tiếp tục gây xôn xao khắp các diễn đàn. Thông tin nghệ sĩ Hoài Linh sẽ về Mỹ sau drama được cho là do con trai nam danh hài tiết lộ trong đoạn bình luận giữa anh và nữ diễn viên Nam Thư. Theo hình ảnh được cư dân mạng chia sẻ, Nam Thư đã để lại bình luận trong bài viết của con trai nghệ sĩ Hoài Linh. Cuối cùng cũng đã giải ngân xong nhẹ nhõm. Sau đó tài khoản Võ Lê Thành Vinh đáp: "Phải như thế mới vừa lòng. Vô ơn chị ơi, bố em một đời lao tâm cống hiến, nay đã mệt rồi, hết dịch bố sẽ về Mỹ ở luôn." Đoạn bình luận trên thu hút sự chú ý của công chúng và được lan truyền khắp mạng xã hội. Bên cạnh đó, netizen gay gắt chỉ trích thái độ của con trai nghệ sĩ Hoài Linh vì từ ngữ xem thường khán giả, nhưng thật hư ra sao thì không ai biết được. Trước thông tin trên, Võ Thành Vinh đã quay đoạn clip nhằm khẳng định đoạn bình luận trên là hình ảnh Photoshop. Thật sự rất bức xúc khi hình ảnh được cho là bình luận của tôi với những từ ngữ tiêu cực được lan truyền trên các hội nhóm và mạng xã hội. Xin khẳng định tôi không và chưa bao giờ bình luận như thế. Ảnh chụp đó hoàn toàn là sản phẩm của Photoshop. Tôi có đủ kiến thức để biết mình nên nói và bình luận gì trên các trang mạng xã hội. Ngay sau đó, kiều nữ làng hài đã chia sẻ bài viết của con trai nghệ sĩ Hoài Linh và bày tỏ sự bức xúc trước màn vu khống có chủ đích này. Cô tuyên bố sẽ đứng ra đối chất để làm rõ vấn đề. Trên tài khoản cá nhân, Nam Thư viết: "Xin đừng vu khống tôi bằng trò Photoshop như thế này. Tôi comment ở đâu trong bài viết nào thì chứng minh bằng hình ảnh và dẫn link bài viết ạ. Tôi sẽ trực tiếp đối chất và làm rõ về vấn đề này. Xin cảm ơn." Con trai Hoài Linh bức xúc trước những thông tin gây hiểu lầm. Nam Thư tuyên bố sẵn sàng đứng ra đối chất khi bị kéo vào lùm xùm trên. Nam Thư và con trai của nghệ sĩ Hoài Linh có mối quan hệ rất thân thiết. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.